Sau khi ghi nhận một giáo viên nhiễm COVID-19, trường Trung học phổ thông Trần Phú, thành phố Đà Nẵng chuyển 4 lớp học, trong đó có 2 lớp 10 và 2 lớp 11 sang học trực tuyến để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Một số lớp sẽ học trực tuyến tại trường. Với những lớp học có tiết dạy của giáo viên này, nhà trường đã thông báo đến học sinh sẽ chuyển sang học trực tuyến bắt đầu từ ngày 2 tháng 12. Tổ an toàn COVID-19 đã tư vấn cho học sinh theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì báo cho cơ quan y tế gần nhất. Nhà trường đang rà soát những giáo viên có tiếp xúc gần với giáo viên này để sàng lọc. Nếu có tiếp xúc gần, giáo viên sẽ ở nhà và tiến hành dạy trực tuyến. Với những tiết dạy trực tuyến, học sinh sẽ theo dõi qua thiết bị hỗ trợ học tại các lớp học. Ngoài ra, học sinh vẫn có thể mang theo thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng để học trực tuyến tại trường.